Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tin chuyển nhượng ngày 20 tháng 6 năm 2024. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với phần nội dung chi tiết. Bom tấn đầu tiên của Chelsea lộ diện. Thưa quý vị và các bạn, đội chủ sân Stamford Bridge nhiều khả năng sẽ sớm có được sự phục vụ của chân sút người Anh này. Mùa hè năm nay thì The Blues dự kiến sẽ tiếp tục trải qua một quãng thời gian rất bận rộn trên thị trường chuyển nhượng. Khép lại mùa giải vừa rồi với chuỗi phong độ ấn tượng cùng suất tham dự Coventry League, nhưng nó chỉ diễn ra ấn tượng ở cuối mùa. Huấn luyện viên Pochettino thì vẫn phải rời khỏi Stamford Bridge và điều đó đã nói lên tham vọng to lớn của bãi đạo The Blues. Vì vậy sẽ không quá bất ngờ nếu họ tiếp tục vung tay quá chán trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tiếp theo để mang về những cái tên và trong đó có cả những bảo đồng bom tấn. Mùa hè năm ngoái Chelsea đã ký với hàng loạt những hợp đồng đắt giá như Romeo Lavia, Moses Caicedo cho đến Christopher Nkunku. Nhưng thực chất thì họ cũng đã bỏ lỡ một vài mục tiêu chuyển nhượng chủ chốt của mình. Điển hình như trường hợp của Michael Olise, người từng được hàng loạt những ông lớn theo đuổi. Nhưng rốt cuộc lại quyết định ký vào bảo đồng có thời hạn 4 năm với Crystal Palace. Sau mùa hè năm nay, không loại trừ khả năng Olise sẽ trở thành chữ ký bom tấn đầu tiên của The Blues. Cách đây chưa lâu, trong một cuộc trao đổi với The United Stand, ký giả Romano đã khẳng định Chelsea đã vượt qua Manchester United trong cuộc đua giành chữ ký của Michael Olise. Mùa giải vừa qua, dù chỉ mới có 19 lần ra sân ở Premier League, chân sút 22 tuổi đã đóng góp cho Crystal Palace 10 bàn thắng và 6 bàn kiến tạo. Vì vậy không quá bất ngờ khi đội chủ sân Stamford Bridge một lần nữa khao khát có được chữ ký của Michael Olise. Và theo nguồn tin từ Football Insider cho biết, họ đã sẵn sàng bạo chi, dốc hầu bao để đưa cầu thủ này trở lại Stamford Bridge. Trong bối cảnh Raheem Sterling rục rịch rời đi, Madueke không có được sự ổn định cần thiết, còn Michailo Mudryk vẫn tiếp tục gây thất vọng. Có thể nói Michael Olise sẽ trở thành một sự bổ sung không thể hợp lý hơn cho Chelsea khi họ thực sự đang cần có một tiền đạo cánh đẳng cấp. Hơn nữa thì bản thân Olise có lẽ cũng có lý do để trở lại Stamford Bridge và chứng tỏ khả năng của bản thân bởi anh từng bị học viện của The Blues thanh lý trong quá khứ. Thực tế thì những điều khoản cá nhân chưa bao giờ được nhắc đến như một vấn đề trong thương vụ này. Theo tiết lộ và cập nhật từ The Telegraph, bên cạnh Man United, một số câu lạc bộ hàng đầu khác như Bayern Munich hay thậm chí cả Newcastle cũng đang thể hiện sự quan tâm đối với chân sút của Crystal Palace. Tuy nhiên, Chelsea mới là bến đỗ tiềm năng nhất dành cho ngôi sao người Anh vào thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, nếu cần thiết, The Blues sẵn sàng sử dụng một số vật tế thần như Chalobah, Broja hay kể cả là Cassidy để có được sự phục vụ của ngôi sao Crystal Palace. Ngoài ra thì họ cũng có thể giải quyết nhanh gọn hơn bằng cách kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu bảng. Nhìn chung, The Blues thực sự đang tập trung vào thương vụ Michael Olise ở thời điểm hiện tại. Và với việc họ đang là đội dẫn đầu cuộc đua thì sẽ cũng không quá bất ngờ nếu như tiền đạo 22 tuổi trở thành bom tấn đầu tiên cập bến Stamford Bridge. Arsenal bất ngờ, ngó giò của Gallagher. Tờ AS của Tây Ban Nha đưa tin pháo thủ đang thăm dò ý kiến của Chelsea về thương vụ Conor Gallagher. Tờ AS đã tiết lộ rằng The Blues sẵn sàng bán tuyển thủ Anh với giá 50 triệu euro vào mùa này khi anh bước vào 12 tháng cuối của hợp đồng. Một tình huống khiến cho Mikel Arteta và Edu sẽ phải chú ý và cân nhắc. Thông tin này xuất hiện sau khi The Sun tuyên bố huấn luyện viên Postecoglou của Tottenham rất muốn có được chữ ký của Conor Gallagher và mong đợi thương vụ này sẽ được hoàn tất càng sớm càng tốt. Hãng tin của Tây Ban Nha cho biết thêm rằng dự kiến sẽ không có diễn biến nào đáng kể xảy ra cho đến khi cầu thủ 24 tuổi đá xong Euro cùng đội tuyển Anh. Mặc dù việc cạnh tranh chữ ký của anh là rất quyết liệt. AS đưa tin rằng Manchester United, Newcastle, Aston Villa và West Ham cũng là đội sẵn sàng nhảy vào thương vụ bất kỳ lúc nào. Chelsea thì sẵn sàng để Gallagher rời đi bởi việc bán một cầu thủ ở học viện tương đương với 100% lợi nhuận theo quy tắc bền vững và lợi nhuận của Premier League. Sẽ rất thú vị để hình dung hàng tiền vệ của Arsenal mùa giải tới với Conor Gallagher và Declan Rice chơi bên cạnh nhau. Manu biết ơn Ten Hag vì đưa mình ra ánh sáng. Manu đang cảm thấy rất hài lòng khi có thể tiếp tục đồng hành với huấn luyện viên Ten Hag tại Manchester United. Anh cũng luôn sẵn sàng ra sân cho đội tuyển Anh khi được trao cơ hội. Phong độ ấn tượng tại Manchester United đã giúp cho Mangnon Manu có suất ở đội tuyển Anh tham dự Euro 2024. Ở trận ra quân gặp đội tuyển Serbia, Manu được vào sân ở 5 phút cuối. Tới đây thì Manu sẽ cùng đội tuyển Anh đối đầu với đội tuyển Đan Mạch ở lượt trận thứ hai. Tiền vệ trẻ này sẽ chạm trán những người đồng đội ở Manchester United như Rasmus Højlund, Christian Eriksen. Trong cuộc báo mới nhất, Manu chia sẻ rằng anh sẵn sàng gạt đi tình bạn sang một bên để có thể chiến đấu hết mình nếu được ra sân. Họ đều là những người đồng đội tuyệt vời đối với tôi. Rasmus Højlund cũng trẻ như tôi và chúng tôi khá gắn bó với nhau. Còn về Eriksen, tôi đang cố gắng học hỏi và tiếp thu từ anh ấy. Với tôi, thi đấu ở trận đấu tới đây, tôi sẽ phải đặt tình bạn sang một bên để cạnh tranh song phẳng với họ và hy vọng giành được chiến thắng. Manu cũng đã sẵn sàng nếu có cơ hội vào sân, dù từ băng ghế dự bị hoặc đá chính. Tôi đã sẵn sàng thi đấu, dù ở sân từ băng ghế dự bị hay đá chính. Rõ ràng cho đội hình còn có những tiền vệ xuất sắc khác. Tôi đang cố gắng tập luyện chăm chỉ và sẵn sàng khi được yêu cầu. Ở trận đấu vừa qua thì Trent Alexander-Arnold được sắp xếp đá vị trí tiền vệ trụ nhưng không thể hiện tốt và đón nhận rất nhiều chỉ trích. Kobbie Mainoo đang là một trong ứng cử viên để thay thế cho Trent Alexander-Arnold.
Bên cạnh đó thì Man U cũng rất hạnh phúc khi Man United quyết định giữ lại Erik Ten Hag. Thật hạnh phúc khi được xây dựng đội bóng cùng ông ấy. Thật tuyệt khi có được sự yên tâm đó. Chúng tôi biết mình sẽ trở lại với huấn luyện viên nào trong tương lai ở mùa giải mới. Ten Hag đã có được 2 chiếc cúp, hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa. Tôi rất biết ơn ông ấy, lời cảm ơn với ông ấy có lẽ là không đủ. Arsenal muốn vô địch thì cần phải loại Calvert, hỏi. Vâng thưa quý vị và bạn, Didier Hamann cho rằng Arsenal cần chiêu mộ một tiền đạo mới thay thế cho Calvert để chấm dứt cơn khát chức vô địch Premier League. Pháo thủ đã 2 lần liên tiếp rất gần đến chức vô địch dưới thời Mikel Arteta. Họ kém Man City 5 điểm ở mùa giải 2022-2023 và kém Manchester City chỉ 2 điểm ở mùa giải trước. Sau khởi đầu đầy khó khăn ở pháo thủ, sau vụ chuyển nhượng trị giá 65 triệu bảng từ Chelsea vào mùa năm ngoái, cậu Kai đã chơi tốt dần lên. Cầu thủ Gem 99 kết thúc mùa giải đầu tiên ở pháo thủ với 13 bàn, thực hiện 7 pha kiến tạo ở Premier League. Mặc dù Kai công chúa đã có một kết thúc khá tốt, nhưng Didier Hamann thì nói rằng cầu thủ 25 tuổi này không phải là một tiền đạo cắm thuần túy. Ông khuyên Arsenal cần phải mua thêm tiền đạo nếu như muốn vô địch Premier League. Calvert đã có một kết thúc tốt đẹp trong mùa giải đầu tiên với Arsenal. Tôi được gặp anh ấy từ khi anh ấy 17 tuổi. Khi tôi theo dõi anh ấy thực sự rất chất lượng. Calvert đã ghi những bàn thắng cho Arsenal và đội tuyển Đức. Nhưng anh ấy không phải là một trung phong cắm thuần túy. Và tôi nghĩ anh ấy không thực sự muốn chơi ở vị trí đó. Anh ấy 25 tuổi và đang ở giai đoạn quan trọng cho sự nghiệp. Anh ấy phải chọn vị trí của mình. Anh ấy phải quyết tâm thay vì chơi ở bất cứ đâu khi được yêu cầu. Nếu Arsenal mang về một tiền đạo hàng đầu, họ sẽ có thêm cơ hội vô địch Premier League. Nếu điều đó xảy ra, sẽ rất thú vị khi xem Calvert thi đấu ở đâu. Benjamin Sesko, vâng đó là sự quan tâm của Arsenal dành cho anh vào mùa này. Nhưng tiền đạo người Slovenia đã quyết định ký dàn hợp đồng với câu lạc bộ RB Leipzig. Ivan Toney, Alexander Isak và thậm chí cả Ollie Watkins sẽ là những tiền đạo được liên kết với pháo thủ. Vigos đứng trước cơ hội đổi đời. Theo The Telegraph, tương lai của tuyển thủ Hà Lan Vigos đang đứng trước một bước ngoặt lớn ở mùa hè năm nay. Hôm 16 tháng 6 ở loạt trận đầu tiên bảng D, Hà Lan đã lội ngược dòng để có chiến thắng trước Ba Lan. Vigos, người được huấn luyện viên Ronald Koeman thu vào sân ở cuối trận, trở thành nhân tố tạo ra sự khác biệt lớn nhất trận đấu này. Phút 84, cựu sao Man United đã có tình huống chọn vị trí và dứt điểm chuẩn xác ở cự ly gần, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Hà Lan. Vào thời điểm câu lạc bộ da cam cầm bàn thắng nhất, anh đã xuất hiện. Đó chỉ là cú dứt điểm đầu tiên của anh sau khi được tung vào sân. Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra trước khi trận đấu bắt đầu. Sáng nay, lúc nói chuyện với bạn gái, tôi có dự đoán rằng trận cầu rất căng thẳng và tỷ số 0-0 hoặc 1-1 ở khoảng phút 70. Lúc đó thì tôi sẽ được tung vào sân và ghi bàn ấn định. Trên thực tế đến tận qua phút 80, tôi mới lập công. Và một lần nữa, việc tỏa sáng trong máu của đội tuyển quốc gia, cơ hội lại mở ra với Vigos. Theo đó, anh có thể tìm kiếm một bến đỗ tốt hơn trong kỳ chuyển nhượng mùa năm nay thay vì ở lại đội bóng chủ quản Burnley, đội bóng vừa xuống hạng ở mùa giải vừa rồi. The Telegraph xác nhận Vigos đang được Ajax theo dõi chặt chẽ và có thể sẽ sớm đưa ra lời đề nghị mua tiền đạo có màu nâu hợp đồng với Burnley. Anh gia nhập câu lạc bộ của Anh từ Wolfsburg vào tháng 1 năm 2022 nhưng hiếm khi chơi trong đội bóng này. Hiện tại cầu thủ này muốn rời khỏi Tuchel bởi anh không muốn chơi bóng ở Championship. Khi ấy, việc chuyển đến giải vô địch quốc gia Hà Lan như một sự thay đổi có thể là bước ngoặt đối với tay sân bàn nhà Hà Lan. Mùa giải vừa qua, Ajax thi đấu không thành công khi chỉ đứng ở vị trí thứ 5. Câu lạc bộ đang tập trung vào việc cải tổ đội hình, tìm kiếm những nhân sự phù hợp để tạo ra sự khác biệt ở mùa giải tới. Do đó, những cầu thủ chủ chốt như Steven Bergin, Opom hay Brian Brobe được cho là có khả năng sẽ rời Ajax, tạo cơ hội cho Vigos đến Amsterdam vào mùa 2024-2025. Vigos chưa bao giờ là tiền đạo đẳng cấp hàng đầu thế giới, thậm chí người ta chỉ có anh là chân sút tầm trung. Tên tuổi của Vigos chỉ thực sự được biết đến nhiều khi anh hai lần sút tung lưới của Argentina tại World Cup 2022. Nếu Hà Lan may mắn hơn trên chấm penalty, Vigos đã có thể trở thành cơn ác mộng của Messi và các đồng đội. Sau World Cup, Vigos gia nhập Man United dưới diện cho mượn. Anh chỉ ghi 2 bàn thắng trong 31 lần ra sân cho Quỷ Đỏ trên mọi đấu trường. Ngoài sự nhiệt huyết trên cả tuyệt vời, Vigos bị chê là trần gỗ. Dễ hiểu khi Man United quyết định không ký dàn hợp đồng với Vigos. Dù vậy, tiền đạo này cho thấy anh vẫn là một phương án hữu dụng, có giá trị khi cần được đặt vào một lối chơi phù hợp. Chỉ cần được đặt vào một lối chơi phù hợp, Vigos có thể mang lại giá trị to lớn cho đội bóng. Sau Euro năm nay, Vigos có thể đổi đời và tìm kiếm được bến đỗ tốt hơn. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển nhượng ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo của TVS Vlogs.